người Uzbekistan làm nóng chung kết, phải thắng U23 Việt Nam. Trận chung kết U23 châu Á giữa Việt Nam vs Uzbekistan nóng lên hầm hập, với khát vọng chiến thắng của cả hai. Cổ động viên đội bạn lên gân, đại diện Trung Á phải thắng U23 Việt Nam bằng bất cứ giá nào. Phải thắng Việt Nam. Tương tự như ở Việt Nam, tại Uzbekistan lúc này, tình yêu bóng đá dành cho đội bóng thân yêu của họ cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Các cầu thủ thứ 12 của họ phấn khích vì đội bóng của huấn luyện viên Khaydarov lấy vé chung kết sau hành trình khá ấn tượng từ đầu giải. Cụ thể, U23 Uzbekistan thua trận mở màn vòng bảng 0-1 trước Qatar, thắng Trung Quốc và Oman với cùng tỷ số 1-0, trước khi bùng nổ ở tứ kết hạ Nhật Bản 4-0 và thắng đậm Hàn Quốc 4-1 tại bán kết. Đứng trước cơ hội lên ngôi khi gặp Việt Nam trong trận cuối cùng, người Uzbekistan đang mơ kỳ tích 1994 tái hiện tại Asian Games, nơi mà đội bóng của họ đã đánh bại Trung Quốc để vô địch môn bóng đá nam. Thông qua các phương tiện truyền thông, người hâm mộ của họ gửi gắm đến các cầu thủ U23 Uzbekistan với hàng loạt thông điệp như: vào chung kết rồi, cả đội hãy tiếp tục giữ vững tinh thần, thực sự háo hức chờ đến ngày 27 tháng 1, hãy chiến thắng U23 Uzbekistan nhé. Vinh quang chỉ còn cách một bước chân, chúc may mắn các chàng trai. Hãy biết rằng 32 triệu người Uzbekistan luôn sát cánh cùng các anh. Việc Uzbekistan lấy vé chung kết đã chứng minh thực sự của bóng đá nước nhà, nhất là khi ở các trận gặp Nhật, Hàn Quốc đều ghi được 4 bàn thắng. Hoan hô U23 Uzbekistan, chúng tôi muốn vô địch giải đấu. Tuyệt vời, hãy tái hiện điều kỳ diệu 1994 tại U23 châu Á này nhé. Sức mạnh lớn nhất chính là tinh thần tập thể. Đáng chú ý là tuyên bố của một cổ động viên cho rằng U23 Việt Nam không đáng ngại như nhiều anh tài châu Á khác nên càng phải thắng cho bằng được. Việt Nam không phải là Iran, Nhật Bản hay Hàn Quốc, cũng chẳng là Qatar, Oman, UAE, Á Rập Xê Út, Iraq, Syria, Trung Quốc, Australia. Chúng ta phải chiến thắng với bất kỳ giá nào. Cầu thủ U23 Uzbekistan tin sẽ ẩm quốc. Chia sẻ về chiến thắng bán kết 4-1 trước U23 Hàn Quốc, huấn luyện viên Rasan Khaydarov cho hay, đó là màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi kể từ đầu giải. Bất chấp mệt mỏi, chúng tôi vẫn chơi thật mạnh mẽ, tuân thủ chiến thuật, kiểm soát bóng tốt. Hàn Quốc là đội bóng mạnh, không dễ chơi. Nhưng hôm nay Uzbekistan xứng đáng giành chiến thắng. Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng thừa nhận, việc U23 Hàn Quốc bị thịt về người là bước ngoặt của trận đấu, để sau đó Uzbekistan có chiến thắng đậm đà 4-1. Trong khi đó, Ayeyon Yangni, chủ nhân của cú sút tuyệt vời thành bàn chia sẻ, đây là nỗ lực của cả đội bóng. Mọi người đều đã làm việc chăm chỉ để có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải. Nếu chúng tôi đánh bại Việt Nam, đó sẽ là một chiến thắng lịch sử cho Uzbekistan và tôi tin chúng tôi sẽ làm được. U23 Việt Nam mơ vô địch châu Á, vũ khí bí mật từ điệp viên siêu hạng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng rất nhiều chiêu thức, lá bài tẩy để đưa U23 Việt Nam hiên ngang bước vào chung kết U23 châu Á. Đấu đối thủ cực mạnh U23 Uzbekistan, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể phải dùng tới điệp viên Yugan Yede. Mắt thần của Park Hang-seo. Yugan Yede là ai? Ông hiện giữ chức giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ký kết từ tháng 6 năm 2016. Vị chuyên gia người Đức với vai trò cố vấn chuyên môn đã đóng góp rất nhiều cho các đội tuyển U15 và đặc biệt là U20 Việt Nam với chiến tích giữ U20 Gold Cup 2017. Tại SEA Games 29, ông Yede không được chào đón lên tuyển U22 Việt Nam. Khi huấn luyện viên Park Hang-seo lên thay Hữu Thắng, giám đốc kỹ thuật sinh năm 1956 đã được tin dùng trở lại. Ông cùng anh ở và tham gia vào các bài tập của đội tuyển U23 Việt Nam. Park Hang-seo tài giỏi nhưng ông cũng được Yugan Yede trợ giúp rất đắc lực. Việc U23 Việt Nam thắng Australia và hòa Syria, giành vé vào tứ kết lịch sử có công lớn của Yede, người được huấn luyện viên Park Hang-seo giao nhiệm vụ theo dõi hai đối thủ này. Đặc biệt ở trận thắng Australia, ông Yede chỉ rõ trước cho ông Park vấn đề của đối thủ, Australia không giỏi chơi trung lộ. Nếu bịt chặt hai bên sẽ khắc chế được cách họ chơi bóng. Ngoài ra, hàng thủ to cao nhưng chậm chạp của Australia cũng dễ bị tổn thương nếu biết khai thác những đường truyền ra sau lưng để những mũi nhọn bứt tốc đoạn ngắn. Những ghi chép của ông Yede thật sự hữu ích giúp huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra những chiến thuật hợp lý. Sau đó,
vị giám đốc kỹ thuật người Đức tiếp tục thực hiện công việc thầm lặng, đi tìm điểm yếu của U23 Iraq, phân tích với ông Park và rồi U23 Việt Nam thắng oanh liệt. Hãy nhớ người hùng Phan Văn Đức ở trận đó, được chính ông Gia Đe tiến cử. Ở bán kết, U23 Việt Nam tiếp tục gây sốc trước U23 Qatar. Dù không lên tiếng nhưng chắc chắn ông Gia Đe đã tư vấn nhiều điều hữu ích cho những quyết định cao tay của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Gia Đe sẽ là vũ khí bí mật để hạ U23 Uzbekistan. Mắt thần, Gia Đe đang hỗ trợ cho huấn luyện viên Park Hang-seo đưa U23 Việt Nam vững bước trên con đường. Chói lọi, ở cuộc đấu quyết định tới giấc mơ vàng châu Á, gặp U23 Uzbekistan ở chung kết, vị chuyên gia người Đức hứa hẹn còn quan trọng gấp bội, thậm chí được gọi là bảo bối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước khi đến Việt Nam, ông Gia Đe từng là trợ lý huấn luyện viên trưởng đội tuyển Uzbekistan từ năm 2003 đến 2004. Năm 2005, ông trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Uzbekistan thi đấu tại vòng loại World Cup 2006, tuy nhiên bị sa thải sau khi thua Hàn Quốc 1-2. Người sau đó lên thay ông Gia Đe chính là huấn luyện viên U23 Uzbekistan hiện tại, Rasan Khaydarov. Trước đó, chính Gia Đe và Khaydarov đã làm việc cùng nhau trong ban huấn luyện của đội bóng Trung Á này. Dẫu không thành công khi làm việc tại đây, ông Gia Đe đã có những hiểu biết nhất định về nền bóng đá Trung Á này. Với bề dày kinh nghiệm làm việc hơn 20 năm với các đội bóng ở Trung Á, Tây Á trong đó có cả Uzbekistan, giám đốc kỹ thuật Yugan Gia Đe được cho là vũ khí bí mật. Một siêu điệp viên của U23 Việt Nam trước trận chung kết với U23 Uzbekistan. U23 VN chấn động châu Á, báo quốc tế dự báo thống trị Đông Nam Á. Thành công vang dội của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đang diễn ra trên đất Trung Quốc được tạp chí bóng đá nổi tiếng 442 thán phục, tin tưởng cho một tương lai rực rỡ. Trong một bài viết trên 442 phiên bản Indonesia, nhà báo Agung Hasia của nước này thể hiện sự ngưỡng mộ cao độ về chiến tích vào đến chung kết giải U23 châu Á của U23 Việt Nam. Bài viết có nhan đề, thế hệ vàng bóng đá Việt Nam đã ra đời. Mở đầu bài viết, nhà báo Agung Hasia dự báo luôn, trong tương lai gần, bóng đá Đông Nam Á sẽ phải quỳ gối trước Việt Nam. Ông cảm thấy sởn gai ốc khi chứng kiến cảnh người hâm mộ Việt Nam hai lần đổ xuống đường ăn mừng trong chưa đầy một tuần với cờ đỏ sao vàng tung bay. Cả Đông Nam Á phải thán phục U23 Việt Nam. Họ là biểu tượng của những bất ngờ trong bóng đá. Thế hệ này của Việt Nam rồi sẽ thống trị bóng đá Đông Nam Á. Sau Lứa Công Phượng, Xuân Trường, Lứa Quang Hải tiếp nối bằng việc vào bán kết U19 châu Á rồi giành quyền dự U20 thế giới. Nhà báo Agung Hasia bình luận tiếp. Hai lứa cầu thủ ấy kết hợp tạo thành thế hệ vàng cho bóng đá Việt Nam. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam tiến bộ ở mọi cấp độ. Riêng đội U23 Việt Nam thể hiện sự thực dụng nhưng đúng hướng tại giải U23 châu Á. May mắn có nhưng nó đến từ mồ hôi công sức. Trước đó, tác giả Yuhimi Yainan viết trên trang Goal gọi U23 Việt Nam là đội bóng bất khuất sau màn ngược dòng trước U23 Qatar ở bán kết. Ông đặc biệt ấn tượng với hai ngôi sao Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trang Foxsport phân tích. Sức mạnh lớn của U23 Việt Nam nằm ở chỗ họ bước vào giải đấu với tâm lý cực kỳ thoải mái, không phải chịu áp lực nào. Nói cách khác, đội bóng của Park Hang-seo trở nên nguy hiểm vì không ai nghĩ rằng họ nguy hiểm. Đội bóng này đương nhiên không được chờ đợi sẽ cạnh tranh chức vô địch, thậm chí không ai tin họ sẽ vượt qua vòng bảng. Thế nên, họ bước vào mọi trận đấu với tâm lý không có gì để mất và chính đó là lúc họ khiến đối thủ của mình mất tất cả. Bình luận của Foxsport. Những gì U23 Việt Nam thể hiện ở giải đấu năm nay được ví von như hành trình của tuyển Hàn Quốc ở vòng chung kết World Cup 2002. Cộng đồng mạng quỳ lạy Angela Phương Trinh buông tha cho thủ môn Bùi Tiến Dũng. Từ phát ngôn gây sốc chỉ lấy chồng có mức lương 100 triệu đồng nhưng Angela Phương Trinh bất ngờ đổi gu khi công khai tỏ tình với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Điều ấy lập tức gây khó chịu cho các fan nữ và họ rủ nhau kêu gọi cô nàng thị phi làm ơn tha cho Tiến Dũng. Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc cùng vẻ đẹp như nam thần của Tiến Dũng, Angela Phương Trinh bất ngờ thổ lộ tình cảm công khai, anh gì ơi, làm người yêu em coi. Không rõ Phương Trinh có thực sự tia Tiến Dũng hay không, nếu cô nàng này có ý định nghiêm túc thì không phải chuyện đùa. Phương Trinh sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng, nhất là vòng 3, vạn người mê, có thể khiến cho Tiến Dũng rất dễ xa lưới tình. Chỉ một dòng trạng thái ngắn ngủi ấy, Phương Trinh khiến cho công đồng mạng dậy sóng.
Phần lớn fan bóng đá đều vào khuyên can thủ thành U23 Việt Nam chớ giải vướng lưới tình của cô nàng đình đám trong giới showbiz Việt. Một số bình luận chỉ thẳng mạch Phương Trinh là trâu già đừng thích gặm cỏ non. Bên cạnh đó, nhiều fan năn nỉ Phương Trinh hãy tha cho Tín Dũng. Nỗi lo của fan Tín Dũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Phương Trinh là cô nàng nổi tiếng thị phi, từng tuyên bố chỉ lấy chồng thu nhập 100 triệu đồng trên tháng. 100 triệu đồng trên tháng, mức thu nhập ấy rõ ràng phần lớn giới cầu thủ Việt không thể đáp ứng, huống chi Tín Dũng. Nhưng không hiểu sao Phương Trinh đổi gua để thích phi công trẻ Tín Dũng, có thể cô nàng bị say nắng vẻ đẹp trai của Dũng. Không chỉ ăn gala Phương Trinh mà Ngô Thanh Vân cũng bất ngờ thả thính Tín Dũng với lời mời đi đóng phim. Trời ơi, về đóng phim cho chị em ơi. Tất nhiên, Ngô Thanh Vân cũng lập tức hứng đá gạch từ fan của Tín Dũng. Một số bình luận đáp thẳng là Thanh Vân đừng dùng nhan sắc để quyến rũ thủ thành điển trai của U23 Việt Nam. Có thể nói, Tín Dũng đang trở thành soái ca của bóng đá Việt Nam. Thế nên, thủ thành xứ Thanh đang được rất nhiều fan nữ săn lùng, kể cả giới giải trí cũng nhảy vào, thả thính, các kiểu. Điều quan trọng là Tín Dũng bây giờ vẫn độc thân khi chưa tìm được người yêu. Đây cũng là một phần lý do khiến nhiều fan nữ bao vậy, mời gọi Dũng trên mạng xã hội trong suốt thời gian qua. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.